mọi người, tôi là bác sĩ Ngọc Bửu đến từ phòng khám Doctor Scar. Phòng khám Doctor Scar là đơn vị tiên phong đi đầu trong việc nghiên cứu các ứng dụng công nghệ điều trị sẹo thành công tại Việt Nam như bóc tách sẹo, laser co2, laser fractional, TCA với sứ mệnh là đơn vị tiên phong đi đầu trong ngành da liễu điều trị sẹo rỗ. Doctor Scar luôn chú trọng nghiên cứu và phát triển các ứng dụng công nghệ điều trị sẹo tiên tiến nhất trên thế giới để mang lại hiệu quả cao nhất cho khách hàng. Thời điểm mới ra mắt vào năm 2016, các khách hàng bị sẹo rỗ không điều trị hiệu quả cao vì chân sẹo còn xơ cứng, chưa được giải quyết. Doctor Scar đã tiên phong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ bóc tách sẹo vào trong phác đồ điều trị. Với các loại sẹo khó và sẹo chân đáy nhọn, Doctor Scar lại tiếp tục nghiên cứu và ứng dụng phương pháp chống TCA để điều trị cho riêng các loại sẹo này. Tuy nhiên, với một số khách hàng sẹo lâu năm, da lão hóa nhiều, Doctor Scar đã đưa những cái ứng dụng công nghệ tiêm meso vi điểm đáy sẹo. Từ đó, các bệnh nhân bị sẹo rỗ lâu năm, sẹo rỗ nặng sẽ đạt được hiệu quả nhanh nhất. Phòng khám Doctor Scar của chúng tôi có đầy đủ các phương pháp điều trị sẹo rỗ với phác đồ chuẩn y khoa, trong đó phác đồ điều trị sẹo rỗ độc quyền 4 trong 1 bao gồm bóc tách sẹo, laser, TCA và PRP sẽ mang lại hiệu quả điều trị sẹo tốt nhất. Doctor Scar có phác đồ độc quyền cá nhân. Với phác đồ cá nhân hóa cho từng khách hàng, các bác sĩ sẽ linh hoạt kết hợp nhiều phương pháp điều trị sẹo với nhau trong một liệu trình điều trị sẹo để giúp cho khách hàng có được một liệu trình ngắn nhất, hiệu quả cao nhất mà chi phí hợp lý nhất. Mỗi khách hàng sẽ được bác sĩ thiết kế riêng cho một phác đồ điều trị khác nhau, phù hợp với từng tình trạng sẹo, nền da cũng như mong muốn và ngân sách phù hợp nhất với nhu cầu của khách hàng. Tại phòng khám Doctor Scar của chúng tôi có chính sách cam kết cho 100% khách hàng được điều trị theo phác đồ, hiệu quả được đảm bảo như 100% cam kết ban đầu của bác sĩ, 100% liệu trình do chính bác sĩ trực tiếp đưa ra và đảm bảo được hiệu quả điều trị.